Hello everyone, welcome back to lời giải Hai com and today our lesson is unified achieve đạt được giành được vocabulary units of measurement phần từ vựng đơn vị đo lường i can make guesses and indicate when i'm not sure các em có thể đoán qua cái bài này thì các em có thể đoán hoặc là biểu thị một cái gì đấy khi mà các em không chắc chắn nhé now before we start let's do the think trước khi bắt đầu thì các em sẽ làm phần suy nghĩ cho thầy Where can you find information about world records? Phần suy nghĩ này, các em có thể tìm được thông tin về các kỷ lục thế giới ở đâu? Đấy thì kỷ lục thế giới thì các em biết rất là nhiều đúng không? Kỷ lục về chạy nhanh này, kỷ lục về bơi nhanh này rất là nhiều. Các em có thể tìm trên những cái nguồn nào thì hãy viết ra cho mọi người được biết nhá. Đây là đáp án tham khảo của thầy cho phần này. You can find information about world records on the internet. Các em có thể tìm được những cái thông tin về các kỷ lục thế giới ở trên mạng xã hội nha Trên cái internet này này Thì ví dụ các em có thể lên Google, lên Facebook Các em search tìm những cái kỷ lục mà các em mong muốn Ví dụ như kỷ lục về xoay Rubik nhanh nhất, nhất chẳng hạn Đúng không nào? Ok, let's do exercise number one Complete list 1 to 3 with the words in the box Put the time and number words in order Then listen and check Bài tập số 1 này, các em hãy hoàn thành cái danh sách từ 1 đến 3 với các từ tương ứng trong hộp ở dưới đây. Sau đó đặt từ chỉ thời gian theo số và thứ tự tương ứng. Rồi cuối cùng là các em lắng nghe và kiểm tra lại. Ở đây thì người ta sẽ cho những cái từ gì? Hay các em hãy cùng check lại những từ này với thầy nhá. Billion là tỷ này. Century thế kỷ, day ngày, dk thập kỷ. Fraction phần nhỏ, half một nửa, hour hour một giờ hundred trăm kilo là ký kg kilometer km meter là mét millennium là thiên niên kỷ million là triệu minute foot week tuần month tháng quarter một phần tư second là giây thousand là một nghìn ton là tấn year là năm đây đa số là các đơn vị đo lường nhá tính theo thời gian này tính theo cân nặng tính theo uh, rất nhiều thứ đúng không nào? đo lường về thời gian là time, chúng ta có đơn vị là millennium là dài nhất là là tính là thiên niên kỷ, đúng không? Thứ hai là về con số này numbers là chúng ta có billion là tỷ là cái giá trị đo lớn nhất dưới tỷ thì có uh, triệu này, trăm đúng không các em, chục. Thứ ba là measurements là đơn vị đo về 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 khối lượng này thì chúng ta có thân là tấn thì tấn là đơn vị lớn nhất nha các em thì bây giờ là các em hãy điền những cái còn thiếu của các đơn vị đo lường này đây ví dụ là đây người ta đã cho sẵn ba ví dụ này rồi thì các em sẽ điền tiếp ví dụ như là sau thiên kỷ là gì đúng không nào các em sẽ liệt kê ra đây nha bây giờ các em sẽ cùng theo dõi tham khảo đáp án của bài 1 so với thầy nhá thứ nhất chúng ta có đơn vị đo lường về thời gian này thì ở đây sẽ có Millennium là thiên niên kỷ, century là thế kỷ, decade thập kỷ, year là năm, month là tháng, week tuần, day là ngày, hour giờ, minute phút, second là giây. Đây là tính từ đơn vị nhỏ nhất là second đến đơn vị lớn nhất là millennium là thiên niên kỷ nhé, các em. Tiếp theo chúng ta có đơn vị đo lường về con số. Ở Đây chúng ta có billion là tỷ, thousand là nghìn, hundred là trăm, half một nửa này, quarter một phần tư, fraction là phần nhỏ. Cuối cùng chúng ta có các đơn vị đo lường khác, khối lượng và quãng đường. Này. Thì ở đây chúng ta có ton là tấn, kilo là ký, kilometer là kilômét, meter là mét. Đây là những đơn vị đo lường rất là phổ biến, kem đã được học trong những môn toán và vật lý đúng không nào? Thì dựa vào đó các em có thể hoàn thành bài tập này rất là dễ dàng thôi. Good, now let's move on to exercise number two complete the amazing achievements text with words from exercise 1 then listen and check. Bài tập số 2. Bài tập số 2 các em sẽ hoàn thành cái văn bản amazing achievements với những cái từ mà trong bài tập số 1 này các em vừa hoàn thành, sau đó nghe và kiểm tra lại. Amazing achievements. Đây là những cái thành tích đáng kinh ngạc của những cái lĩnh vực khác nhau. Nhé. Đầu tiên là age tuổi Jeannie Carment, 1875-1997, lived 122 years and 164 days. Tức là đây, cái ông, cái người tên là Jenny Carmen này, sinh năm 1875, mất năm 1997 này, đã sống đến 122 tuổi và 164 ngày, đúng không các em? Thì người ta thường tính đơn vị ngày và đơn vị năm để người ta tính về cái độ tuổi của ai đó. Chứ bây giờ các em cũng không thể nào chọn sau cái years, sau cái độ đơn vị năm thì các em không thể chọn đơn vị khác như là tháng hay là tuần thì nó không không hợp lý thì đây chúng ta sẽ có từ đầu tiên là days next hate 13 year old Malavas prona from India climbed Mount Everest 8,848 in 2014. palava prona từ Ấn Độ 13 tuổi đã leo đến cái đỉnh núi Everest cao 8.848m vào năm 2014 thì mét ở đây sẽ là meter nhé các em đơn vị đo lường mét thì ngọn núi Everest là ngọn núi cao nhất thế giới rồi chúng ta sẽ có meter ở đây rất là kinh khủng đúng không mới 13 tuổi mà đã leo được ngọn núi như vậy next distance khoảng cách in 1970 three American astronauts traveled more than 400 kilometers from Earth Around the moon and back to Earth again. Vào năm 1970 thì ba cái nhà du hành vũ trụ đã di chuyển được cái quãng đường là hơn 400.000 km từ trái đất đi vòng quanh mặt trăng và sau đó lại trở về trái đất. Thì ở đây 400.000 chúng ta sẽ có đây là 400.000 km. Next rap chủ đề rap cho các em. Chicago rap, Chicago rapper Twista can rap an incredible 280 words a rapper người Chicago là ông Twista này có thể đọc rap một cách rất là ấn tượng với 280 từ trong trong một phút đúng không nào nghe? người ta sẽ tính đơn vị đo lường này là phút thì đây chúng ta sẽ có minute that's a boost five words every như vậy có nghĩa là 5 từ trên một giây 280 từ trên một phút thì có nghĩa là 5 từ trên một giây em điền đây là second nice food thực phẩm Takeru Kobayashi once ate 110 hot dogs in 10 minutes. Một cái ông tên là Takeru Kobayashi thì một lần có thể ăn được 110 cái bánh hot dog trong vòng uh, 10 phút. Okay. Next book, sách Agatha Christie was one of the most popular writers in history, selling more than two books cái nhà tác giả là Agatha Christie này Là một trong những cái tác giả Phổ biến nhất ở trong lịch sử Thì cô ấy đã bán được Cô ấy đã bán được hơn 2 tỷ cuốn sách đúng không nào Billion là tỷ cuốn sách, 2 tỷ cuốn sách Bán rất là kinh luôn Next, films Điện ảnh này, Jennifer Lawrence Is the most successful Film actress of the last Cái uh, diễn viên cái cô diễn viên Jennifer Lawrence là một trong những diễn viên thành công nhất trong trong một cái đây là sẽ là đơn vị thời gian cho các em thì thời gian ở đây nó sẽ có ngày tháng năm thập kỷ thiên niên kỷ thiên niên kỷ thì quá dài thì ở đây chúng ta sẽ có là thập kỷ in the last decade The first hunger games film made more than 864 dollars cái bộ phim tên là hunger games nó đã thu về được hơn 864 triệu đô la đúng không chúng ta sẽ có ở đây đó chính là million next sport thể thao Paula Radcliffe finished a 42.895 marathon in 2 hours 15 minutes and 25 ở đây number 10 thì các em sẽ có cái gì ở đây là một cái ông tên là Paula Radcliffe Đã hoàn thành một cái chặng marathon dài 42,195 km Trong vòng 2 tiếng đồng hồ Thì km thì các em sẽ coi đây là km 15 minutes and 25 seconds Sau minutes 6 phút thì sẽ là giây Rất là kinh khủng luôn Một cái ông tên là Paula Radcliffe Đã hoàn thành cái chặng marathon là 42,195 km trong 2 giờ 15 phút và 25 giây. Next, money, tiền bạc. One of the world's richest people is Warren Buffett. Một trong những người đàn ông giàu nhất trên thế giới là ông Warren Buffett này. His wealth is approximately 96 dollars. Cái giá trị tài sản của ông ấy thì ước tính vào khoảng là 96 triệu, 96 tỷ đô la. 96 tỷ chứ không phải là 96 triệu nhỉ. Đây chúng ta có billion, chín mươi 96 triệu thì không được giàu lắm Làm sao mà giàu nhất thế giới được Đúng không nào? Next skill Kỹ năng Nancy Skiffer Shot an arrow 6.02 Using her feet Một cái người tên là Nancy Skiffer Đã bắn được một cái mũi tên Dài 6.09 m mét. mét ở đây Các em sẽ có là meter Đúng không nào? Thì chỉ dùng cái chân của cô ấy thôi Chứ cô không dùng tay Rất là đáng ngạc nhiên Next strength sức mạnh này, sức khỏe này. Kevin Fast Pulled A55 Aeroplane Một cái người tên là Kevin Fast đã kéo được một cái máy bay này nặng 55 gì? 55 tấn đúng không nào? 55 tấn đây sẽ là ton Vì ở đây 55 tấn là số nhiều nên các em sẽ có S ở đây nha Next, Endurance là sức bền Swim half, span one 42 minutes and 22 seconds covered in snow. Brr. Đây là một cái ông tên là Swim Hof này đã dành đây là một tiếng bởi vì sao? Đằng sau này có đơn vị là 42 phút và 22 giây thì ở trước đây sẽ là hour. Dành một tiếng này, 12 42 phút và 22 giây để bị tuyết bao phủ. Thật là quá là kinh ngạc luôn đúng không nào? bây giờ thì các em hãy cùng nghe cái đoạn băng để chúng ta kiểm tra xem chúng ta đã Unit 5. Vocabulary Exercise 2. Age: Jean Calmont 1875 to 1977. Lived 122 years and 164 days. Height: 13-year-old Malavath Purna from India. Climbed Mount Everest, 8,848 metres, in 2014. Distance. In 1970, three American astronauts travelled more than 400,000 kilometres from Earth, around the Moon, and back to Earth again. Wrap. Chicago rapper Twister can rap. An incredible 280 words a minute. That's almost five words every second. Food. Takeru Kobayashi once ate 110 hot dogs in 10 minutes. Books. Agatha Christie was one of the most popular writers in history, selling more than 2 billion books films Jennifer Lawrence is the most successful film actress of the last decade The first Hunger Games film made more than 864 million dollars sport Paula Radcliffe finished a 42.195 kilometer marathon in 2 hours 15 minutes and 25 seconds Money. One of the world's richest people is Warren Buffett. His wealth is approximately $96 billion. Skill. Nancy Sifka shot an arrow 6.09 meters using her feet. Strength. Kevin Fast. Pulled a 55-ton aeroplane. Endurance. Wim Hof spent one hour, 42 minutes, and 22 seconds covered in snow. <cười> <cười> Như vậy là các em đã nghe xong được cái đoạn này thì các em có thể thấy là chúng ta đều được lựa chọn đảm bản chính xác rồi. Okay, now let's move on to exercise number three. Listen and repeat numbers one to five. Bài tập này các em sẽ cần nghe, sau đó chúng ta sẽ đọc lại những cái từ ở dưới đây, từ một số nào? Từ số 1 đến số 5 nha, đây là những cái cách đọc khi mà nó có dấu phẩy, dấu chấm ở trong một con số này. Mời các em nghe bài đọc. Unit 5, Vocabulary, Exercise 3. 1. 1.6 1.6 2. 2 235 235 Three one thousand and five. One thousand and five four twenty three thousand six hundred and eight. Twenty three thousand six hundred and eight. Five. One million two hundred and fifty three thousand eight hundred and seventy one. 1,253,871. Đó như vậy là các em đã vừa nghe xong cả thầy đọc và cả băng đọc. Đó thì các em hãy bật lại cái đoạn băng để nghe xem người ta đọc như thế nào và chúng mình bắt trước lại. Đây là cách đọc của các cái đơn vị nhá. Ví dụ như là chỗ này là một triệu hơn này thì để ngăn cách giữa hàng trăm, hàng nghìn và hàng triệu thì người ta dùng dấu phẩy nhá thì các em không cần đọc số phẩy này lên, các em cứ đọc như bình thường thôi. Còn ví dụ những cái số mà nó có dấu chấm ở giữa này, 1,6 thì đây sẽ là 1,6 nhá, các em cần đọc 1.6. Ok. Now let's move on to exercise number 4. Say number 6 to 10. Listen and check. Bài tập này thì các em sẽ đọc dựa vào cái bài trên này, các em sẽ đọc những cái số từ 10 đến những cái số từ 6 đến 10, sau đó là nghe và kiểm tra xem mình đã đọc đúng hay chưa nhá. Đầu tiên thầy sẽ đọc trước này. 6 Nine point twenty-five, seven, five hundred and fifty-five, eight, nine thousand and one, nine, eighty-two thousand three hundred and fifty-nine, ten, nine million 9, 9001 Nine hundred and ninety-nine. Bây giờ thì mời các em nghe lại đoạn băng nhé. Unit 5. Vocabulary. Exercise 4. 6. 9.25 7. 555 8. 9001 9. ,001. 9. Eighty-two thousand three hundred and fifty-nine. Ten. Nine million nine hundred and ninety-nine thousand nine hundred and ninety-nine. Như vậy là các em đã cùng nghe qua cả thầy đọc và cả đoạn băng đọc rồi. Nó cũng không có gì là quá khó cả. Thì các em hãy cùng tập luyện thêm những cách đọc những cái con số này ở nhà nhé. Now let's move on to exercise number five. Exercise number five. Look at the list of questions. Then watch or listen to people guessing the answers. Which of the questions do they answer? Bài tập số 5 này, các em sẽ nhìn vào danh sách những câu hỏi này. Sau đó thì nghe hoặc xem mọi người đoán câu trả lời. Và các em sẽ trả lời xem là họ trả lời câu hỏi nào nhá. Đây chúng ta có 7 câu hỏi. Đây, chúng ta sẽ cùng đi từng câu hỏi một. How long does a butterfly live? Một con bướm thì sống được bao lâu này? How many people live in Vietnam? Có bao nhiêu người sống ở Việt Nam? How much does an elephant weigh? Một con voi thì nặng bao nhiêu cân? How fast can the world's fastest car go? Chiếc xe chạy nhanh nhất thế giới chạy được bao nhiêu này? How many minutes are there in the lifetime? Có bao nhiêu phút trong cuộc đời? How tall is the world's smallest person? Người lùn nhất thế giới thì cao bao nhiêu? How many countries and languages are there in the world? Có bao nhiêu quốc gia và ngôn ngữ trên thế giới này? Bây giờ thì thầy sẽ cùng với các em nghe được cái bài nghe này nhé. Để các em dễ dàng, dàng tiếp cận hơn thì chúng ta sẽ cùng nghe với phụ đề. Unit 5, vocabulary. Exercises 5 and 6. 1. How long does a butterfly live? I don't know. Any ideas? My guess is about a month, maybe. Most butterflies live for no more than two weeks. Two. How much does an elephant weigh? What do you reckon? I reckon, um, I've no idea. I guess 10,000 kilos. What do you think? Probably. One elephant weighs between 4,000 and 7,000 kilos. That's the same as 80 people. 3. How fast can the world's fastest car go? I know that one. Really? Have a guess. Around 200 kilometres per hour? It's 435 kilometres per hour. The Hennessy Venom GT. That's fast. That's right. The world's fastest car can go up to 435.31 kilometres per hour. Four. How tall was the world's shortest person in history? I reckon about 60 centimetres. Really? I reckon about 70 centimeters tall. The shortest man in history was Chandra Bahadur Dangi, who was 54.6 centimeters tall. Như vậy là các em đã nghe được toàn bộ bài nghe thì ở đây có tất cả 7 câu hỏi nhưng mà ở trong bài nghe của chúng ta thì cũng chỉ có 4 câu hỏi mà thôi và đó chính là những câu hỏi như sau. How long does the butterfly live? Một con bướm thì sống được bao lâu này, ở đoạn thứ nhất này. Tiếp theo là How much does an elephant weight? Một con voi nặng bao nhiêu này? Tiếp theo là How fast can the world's fastest car go? Chiếc xe nhé thế giới thì chạy được nhanh thế nào này? Tiếp theo nữa là How tall is the world's smallest person? Người lùn nhất thế giới là cao bao nhiêu? Đây là bốn câu hỏi có trong bài nghe nha các em. Còn lại những câu hỏi còn lại thì không xuất hiện. Good. Now let's move on to exercise number 6. Watch or listen again. Read the key phrases. Which of the phrases do you hear each person says? Các em sẽ xem hoặc là nghe lại một đoạn băng. Sau đó thì hãy đọc những cái cụm từ khóa dưới đây và xác định xem là các em đã nghe được những người nào nói những cái cụm từ nào nhé. Ở đây chúng ta có những cái cụm từ liên quan đến việc đoán và những việc ước lượng này. Đấy, guessing and estimating này. Ở đây chúng ta có cụm là have a guess là hãy thử đoán đi. Any ideas? Có ý tưởng nào không? What do you reckon? Cậu nghĩ sao? I know that one. Tớ biết cái đó. I don't know. Tôi không biết. I've no idea. Tớ không biết. I guess I reckon. Tớ đoán, tớ nghĩ rằng. Probably, maybe. Có lẽ, có thể. Around, about. Khoảng, khoảng bao nhiêu đó. Bây giờ thì các em sẽ nghe lại bài đọc nha. Unit 5. Vocabulary. Exercises 5 and 6. 1. How long does a butterfly live? I don't know. Any ideas? My guess is about a month, maybe. Most butterflies live for no more than two weeks. 2. How much does an elephant weigh? What do you reckon? I reckon, um, I've no idea. I guess 10,000 kilos. What do you think? Probably. One elephant weighs between 4,000 and 7,000 kilos. That's the same as 80 people. 3. How fast can the world's fastest car go? I know that one. Really? Have a guess. Around 200 kilometres per hour? It's 435 kilometres per hour. The Hennessy Venom GT. That's fast. That's right. The world's fastest car can go up to 435.31 kilometres per hour. Four. How tall was the world's shortest person in history? I reckon. about 60 centimetres. Really? I reckon about 70 centimetres tall. The shortest man in history was Chandra Bahadur Dangi, who was 54.6 centimetres tall. Như vậy là các em đã nghe xong bài đọc một lần nữa. Thì bây giờ chúng ta có những từ khóa được xuất hiện trong bài đọc như sau. Và đầu tiên chúng ta có cụm have a guess là hãy đoán thử xem thì nó sẽ thuộc cái đoạn số 3 nhé Tiếp theo là any ideas là có ý kiến gì không cũng thuộc đoạn số 3 What do you reckon? Cậu nghĩ sao? Thuộc đoạn số 2 I know that one Tớ biết cái đó thuộc đoạn số 3 I don't know Tớ không biết thuộc đoạn số 1 I guess I reckon Tớ đoán, tớ nghĩ rằng thuộc đoạn 2 và đoạn 4 đều có hai cụm từ này nhé Probably, maybe Có lẽ, có thể thuộc đoạn 1 và đoạn 2 cuối cùng là around about là khoảng khoảng bao nhiêu đó thì thuộc đoạn 3 và đoạn 4 nhá. Tất cả đã đều rõ ràng trong bài nghe thì các em có thể tua lại đoạn nghe một lần nữa để chúng ta cùng nghe lại và cùng xác định xem những cái từ này đã được kỳ ở đoạn nào nha. Now, let's move on to exercise number 7. Use it. Work in groups. Guess the answers to some of the questions in exercise 5. Use the key phrases. Bài tập số 7 của chúng ta, các em sẽ thực hành làm việc theo nhóm, đoán câu trả lời cho một số câu hỏi của bài tập số 5 nhé. Và hãy sử dụng những cái cụm từ khóa mà người ta cho trên này. How long does a butterfly live? Any ideas? Một con bướm thì sống được bao lâu? Có ý tưởng nào không? I have no idea. Tôi không biết. Have a guess. Cậu đoán thử xem. Ok, I'd say maybe two months Được rồi, tôi đoán có lẽ là khoảng 2 tháng chăng Tức là khi mà người ta hỏi về một câu mà các em không rõ được cái đáp án chính xác như thế nào Thì các em có thể sử dụng những cấu trúc, những cái cụm từ như thế này ờ, Những cụm từ là I guess, I reckon, từ đoán, từ ước lượng, từ, từ nghĩ khoảng là bao nhiêu đấy để, để các em nói về một cái gì đó đấy, Hoặc là những cụm từ khóa khác Khi các em không thể đoán được thì các em thể nói là I don't know, I have no idea đúng không? chúng ta linh hoạt sử dụng những cụm từ khóa để chúng ta trả lời những câu hỏi của bài tập số 5 nhé Ở đây thì có 7 câu hỏi thì các em có thể hỏi bất kỳ câu hỏi nào cũng được nhé Và trong này thì người ta đã hỏi sẵn câu 1 rồi thì các em sẽ hỏi từ câu số 2 đến câu số 7 cho thầy thì Ngay sau đây các em hãy cùng tham khảo đáp án của bài tập số 7 cùng với thầy How many people live in Vietnam? Có bao nhiêu người sống ở Việt Nam? I guess about 90 million Tôi đoán là khoảng 90 triệu người How much does an elephant weigh? Một con voi thì nặng bao nhiêu vậy? I don't know. Tớ không biết. Have a guess. Đoán thử xem nào. I guess 5,000 kilos. Tớ đoán là nó nặng khoảng 5,000 kg. How fast can the world's fastest car go? Một chiếc xe nhanh nhất thế giới thì đi nhanh được bao nhiêu? I know that one. It's 508.7279 km per hour. Tớ biết cái này nha nó sẽ chạy nhanh được khoảng 508,7297 km trên một giờ. How many minutes are there in a lifetime? Any ideas? Cậu biết là có bao nhiêu phút trong một cái cuộc đời không? Có ý tưởng nào không? I have no idea. Tớ chịu thôi, tớ không biết. Have a guess. Đoán thử đi xem nào. Well, I'd say maybe around 37 million minutes. Chà, tớ đoán là có lẽ nó rơi vào khoảng 37 triệu phút chăng? How tall is the world's smallest person? What do you reckon? Một người lùn nhất thế giới thì cao bao nhiêu? Cậu nghĩ sao? I don't know. Tớ không biết. Just guess. Cứ đoán đi. I guess it's 70 centimeters. Tớ đoán là vào khoảng 70 cm. How many countries and languages are there in the world? Có bao nhiêu quốc gia và ngôn ngữ trên thế giới này? I know that one. There are 196 countries and 7117 languages in the world. Tớ biết điều này nha, có khoảng 196 quốc gia và 7117 ngôn ngữ ở trên thế giới. Đó như vậy là các em đã tham khảo xong lời giải của bài số 7. Rất là dễ đúng không? Thì các em cứ vận dụng những cụm từ khóa và các em hãy trả lời những câu hỏi của bài tập số 5 thôi, không có gì khó cả. Next, let's move on to the finished Hãy làm phần kết thúc với thầy. Write more questions like the ones in exercise 5. Ask the group your questions to see if anyone knows the answer. Bài tập kết thúc này thì các em hãy viết các câu hỏi tương tự như những câu hỏi của bài tập số 5 này và đặt câu hỏi cho nhóm của các em để xem xem là có ai biết cái đáp án hay không nhá. Bây giờ thì các em có thể hỏi về bất kỳ cái vấn đề gì mà các em có thắc mắc rất là nhiều chủ đề xung quanh chúng ta đúng không Bây giờ các em hãy tham khảo những câu hỏi của thầy nha. How long does a mosquito live? Một con muỗi thì sống được bao lâu? Number two, how old is Vietnam's oldest person? Người cao tuổi nhất Việt Nam là bao nhiêu tuổi? Number three, how big is the world's largest country? Quốc gia lớn nhất thế giới thì rộng bao nhiêu? Number four, how long is the Great Wall of China? Vạn lý trường thành của Trung Quốc thì dài bao nhiêu? Number 5. How high is Mount Everest? Ngọn núi Everest thì cao bao nhiêu? Đó, và ngoài những câu hỏi này thì các em có thể đặt câu hỏi về bất kỳ cái sự kiện nào hay là những cái thắc mắc nào mà các em thắc mắc về cuộc sống xung quanh chúng ta để hỏi các bạn của mình nha. Như vậy là hôm nay thầy đã cùng đồng hành với các em hoàn thành xong 7 bài tập của phần thứ nhất, phần từ vựng vocabulary, units of measurements, phần đơn vị đo lường này thì qua bài này thì các em có thể đưa ra được những cái phỏng đoán của các em những cái tính toán ước lượng khi mà các em không chắc chắn về một cái chủ đề nào đấy khi mà các em được hỏi nhá so that's the end of our lesson today thank you for watching and I hope you guys have a great time with lời giải hay com như vậy là bài giảng hôm nay có thể đến đây là kết thúc rồi rất cảm ơn các em đã theo dõi đến đây và hy vọng các em có một ngày học tập làm việc hiệu quả với lời giải hay com thế xin chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong những bài giảng lần sau